Xin chào quý vị các bạn. Cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình. Rất hân hạnh, cảm ơn lời mời của các bạn. Tôi đã nghe rất nhiều về One Life Live Well, một đời sống khỏe của California. Tại sao ông lại chọn cái tên này cho chiến dịch năm nay và nó bao gồm những chương trình hoạt động gì? Câu chuyện khá dài, nó đến từ trải nghiệm của cá nhân tôi. Nhưng nhìn chung, chúng tôi muốn thay đổi thông điệp. Trung tâm California có một nhiệm vụ mới, giúp cho người Việt Nam có một đời sống khỏe và làm cách nào để đạt được điều đó. One Life Live Well là một cuộc sống chất lượng. Nó không chỉ thể hiện qua việc luyện tập và chế độ dinh dưỡng, mà còn phải có sự kết nối, lan tỏa rộng rãi đến mọi người và có sức khỏe tinh thần tốt. Nó là một sự thay đổi toàn diện để cơ thể bạn, cuộc sống của bạn tiến lên một cấp độ mới, bao gồm sức khỏe, hạnh phúc và hy vọng cho tất cả người Việt Nam. Để mở màn cho chiến dịch này là chương trình Fitness Festival diễn ra vào giữa tháng 10, gồm rất nhiều hoạt động như võ thuật, nhảy Zumba, yoga và âm nhạc. Tại sao lại có sự phong phú này trong ngày mở màn chiến dịch? Chúng ta chỉ có một cuộc đời và phải sống cho tốt, cho khỏe. Nhưng đó lại là việc cá nhân. Mỗi người đều có một cuộc đời khác nhau, cơ thể khác nhau, cách sống khác, mục tiêu cũng khác. Vì thế trong festival, chúng tôi muốn đưa ra mọi lựa chọn cho mọi người có thể tìm thấy cái nào là phù hợp với họ để có thể sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Và để được như vậy thì chúng ta phải trải qua một hành trình dài, chứ không riêng gì chỉ có một sự kiện diễn ra trong một ngày. Như vậy thì để duy trì tinh thần một đời sống khỏe xuyên suốt, California có những chương trình gì sau sự kiện này không thưa ông? Chúng tôi cần phải kết hợp tốt với các cơ quan quản lý, các nhà tài trợ, Ủy ban Olympic, các đối tác và cơ quan truyền thông, cũng như chúng tôi đang kết hợp với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ngay từ sự kiện mở màn chiến dịch. Khi tất cả đều có cái nhìn tương tự nhau về thông điệp mà chúng tôi muốn lan tỏa, thì hiệu quả từ chiến dịch mới được duy trì. Ví dụ, chỉ cần mọi người khi nghe qua chiến dịch này có thể đi tập thêm 1-2 lần một tuần đã là hiệu quả rồi. Mọi người phải quan tâm tại sao sống lành mạnh, quan trọng trong cuộc đời và làm cách nào. Vậy các bước chuẩn bị để mở màn cho chiến dịch một đời sống khỏe đang diễn ra như thế nào? Tất cả các bộ phận đều rất bận rộn, tất cả các mảng đều phải kết hợp, từ việc lên bài cho hoạt động thể chất, cho đến phải kết hợp với cơ quan truyền thông như Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để lan tỏa thông điệp và làm cho mọi người cảm thấy hào hứng về chương trình, cũng như hiểu ý nghĩa của chương trình festival sắp tới và thấy nó quan trọng trong cuộc sống của họ. Chúng tôi vẫn đang phối hợp với nhiều chuyên gia thể chất các môn, các KOL, nghệ sĩ, những người tin tưởng vào hiệu quả của chiến dịch, tập trung lại trong một ngày để lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một sự kiện với rất nhiều nội dung võ thuật, âm nhạc, thể thao trong một ngày. Đây là sự kiện mà mọi người có thể đến và tìm thấy cho mình lý do để có một đời sống khỏe và biết cách để thực hiện điều đó. Năm sau sẽ là chiến dịch lớn hơn và phong phú hơn, quy mô có thể gấp 2, gấp 3. Nhưng năm nay, để mở màn chiến dịch One Life Live Well, chúng tôi sẽ cho mọi người hiểu về tầm quan trọng của sống khỏe và làm mọi người hào hứng về các chương trình của California. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, trên tay Tường Vân đây là tấm vé tham dự festival sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên fanpage Sắc TV Thể thao cũng như là trên fanpage của California để có thể nhận được tấm vé này và tham gia chương trình để có một đời sống khỏe quý vị nhé.